Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Nguyên Hiếu và Nguyễn Quế sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Vietnam Airlines lọt top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất châu Á. Tàu quả hút khách dịp hè, dù giá vé tăng, nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đến Đồng Hới, Đà Nẵng đã hết chỗ vào cuối tuần. Nhân rộng mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cà Mau. Hòn Rơm, điểm du lịch biển dân dã hấp dẫn ở Bình Thuận. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều hãng co hẹp đội tàu bay và tình trạng thiếu hụt tàu bay, song một hãng hàng không của nước ta vẫn nỗ lực và lọt top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất châu Á Thái Bình Dương. Đó là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cũng được biết đến với tên giao dịch quốc tế là Vietnam Airlines. Theo công bố của công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu thế giới Cirium, Vietnam Airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là hơn 81,8%. Chỉ số này được đo lường dựa trên dữ liệu từ 11.108 chuyến bay của Vietnam Airlines. Đây là kết quả rất ấn tượng trong điều kiện tháng 4 có thời gian cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, với số lượng hành khách tăng đột biến và áp lực cơ sở hạ tầng sân bay luôn hiện hữu. Vietnam Airlines cũng phải đối diện với khó khăn do giảm số lượng máy bay khai thác, thiếu máy bay dự phòng vì ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi kiểm tra động cơ máy bay trên toàn cầu. Với kết quả này, Vietnam Airlines nằm trong top 5 với các hãng hàng không hàng đầu thế giới, gồm Japan Airlines, All Nippon Airways, Peach Aviation, đều là các hãng bay của Nhật Bản, và Air Asia của Malaysia. Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì nhiều người dân đang dần chuyển sang lựa chọn tàu hỏa như một phương án thay thế để di chuyển, đi du lịch. Và điều này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành đường sắt Việt Nam. Theo đại diện của công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, dự kiến đợt hè năm 2024, hành khách đi tàu tăng từ 8% đến 10%. Đơn vị sẽ cung ứng khoảng 1,1 triệu vé tàu trên tất cả chặng, tương ứng tăng từ 3 đến 7% theo từng cung đường so với năm trước. Sau khoảng 20 ngày mở bán vé dịp hè, đến ngày 20 tháng 5, công ty đã bán khoảng 170.000 vé tàu, tốc độ khá nhanh so với các năm trước. Nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đến Đồng Hới, Đà Nẵng đã hết chỗ vào cuối tuần. Hiện ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá vé hè cho người thuộc diện chính sách xã hội. Tại Hải Phòng, thành phố cảng nổi tiếng của miền Bắc, người dân và du khách vừa có một ngày vui tươi sôi nổi và trải nghiệm thú vị với các mô hình khinh khí cầu tại ngày hội khinh khí cầu diễn ra ở quảng trường nhà hát thành phố. Náo nhiệt và rực rỡ sắc màu, ngay từ sáng sớm, các mô hình khinh khí cầu đã sẵn sàng phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh của người dân và du khách. Khi mà con được đi check-in ở đây, con thấy là rất là đây cũng có rất là nhiều hoạt động mà con rất là thích. Hải Phòng có thể tổ chức được nhiều hoạt động như thế này. Cùng với chương trình nghệ thuật tại sân khấu phía trước nhà hát thành phố, trải nghiệm khinh khí cầu là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong của thành phố. Vào chiều qua, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu. Do mưa ngay giờ tan tầm cho nên nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển về nhà. Theo ghi nhận, mưa lớn xuất hiện vào khoảng ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh như là quận 8 Bình Tân, thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh. Trong đó, thành phố Thủ Đức đón cơn mưa nặng hạt khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Một số tuyến đường như là Lê Văn Việt, đường Dương Đình Hội, đường Tây Hòa, nước dâng cao, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Dọc hai bên đường Lê Văn Việt, nhiều người lưu thông đứng trú mưa đợi nước rút bởi vì không thể di chuyển. Tại các quận huyện khác như là quận Gò Vấp, quận Nhất, quận 5, càng về tối cơn mưa bắt đầu to hơn. Thưa quý vị và các bạn, Cà Mau có ba mặt giáp biển là nơi chịu nhiều các hình thái cực đoan của biến đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Và trong bối cảnh ấy, ngành chức năng đã hướng dẫn người dân chủ động để thích ứng linh hoạt trước thiên nhiên. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ tại huyện Cái Nước, địa phương có diện tích nuôi tôm lớn của tỉnh Cà Mau. Huyện Cái Nước có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 30.000 hectare, trong đó có 2.000 hectare nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh.
Diện tích còn lại là loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, quảng canh cải tiến hai giai đoạn và nuôi tôm quảng canh truyền thống. Do tác động của biến đổi khí hậu, mùa khô năm nay kéo dài, nắng nóng gay gắt làm cho độ mặn tăng cao, không thuận lợi cho tôm nuôi phát triển. Trước tình hình này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước kết hợp với trạm khuyến nông và công ty tôm sú giống tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, khắc phục khó khăn trong sản xuất và thiệt hại do thời tiết gây ra. Để hạn chế độ mặn tăng cao, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã áp dụng giải pháp sổ toàn bộ lượng nước trong dung tôm ở thời điểm thu hoạch, đồng thời cấp lại nguồn nước mới, kết hợp duy trì mực nước cao nhất có thể. Cách làm này đã giúp duy trì độ mặn cho dung nuôi tôm phù hợp, tạo điều kiện cho tôm nuôi phát triển và cho thu hoạch với năng suất cao. Thì coi như hàng năm thì thu nhập cũng cao, một năm thu hoạch là trừ chi phí lợi nhuận cũng trên 100 triệu. Rồi cụ thể như mấy tháng gần đây thấp gì cũng phải 7-8 triệu, thậm chí một nước phải 10 mấy triệu, mà diện tích là 2 hecta. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa khô, nhiều hộ dân đã tận dụng cỏ sậy và cây mắm có sẵn ở địa phương để bổ sung thảm thực vật trong dung nuôi, giúp tôm có, đồng thời góp phần tái tạo nguồn thức ăn tự nhiên. Ta sử dụng những cái loại như cây mắm nè, rồi gán khô nè, thậm chí chúng ta mua cái gom gạo mà ta bó thành bó đó, để chúng ta mang về quăng cái vuông đó, là cái tác dụng chính của nó là làm nơi trú ẩn cho tôm cua. Cái thứ hai là khi những cái loại này nó phân hủy ra đó, thì nó tạo những cái dinh dưỡng, cái khoáng, những cái chất bùn bã đó đó, là làm cho những cái loại con trùng nhỏ, những cái như dung nhiều tơ, trùng chỉ ốc gạo nó phát triển trên những cái gốc mà chúng ta đã cầm đó. Đó là trú ẩn. Thì những cái đối tượng này là thức ăn cho tôm. Đó, nên là tôm cua nó thích vào đây để nó tìm thức ăn. Và đương nhiên là khi mà nắng nóng thì cái này nó cũng là cái thảm thực vật để nó che chở cho tôm. Nó rất là hiệu quả. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động bà con nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước còn phối hợp với công ty tôm giống phổ biến về giống tôm sú có khả năng chịu mặn cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để nông dân có thêm sự lựa chọn về con giống chất lượng để thả nuôi cho từng mùa. Qua những giải pháp và cách làm sáng tạo, hiệu quả để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành chuyên môn huyện Cái Nước đã kịp thời hỗ trợ giúp bà con nông dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ hiệu quả. Còn với cây ăn trái thì sầu riêng là loại cây trồng khó tính, nhạy cảm với thời tiết. Mưa hay là nắng nhiều vào thời điểm cây đậu trái đều sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Có thể thấy rõ điều này khi mà nhiều nhà vườn trồng sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ thất thu do thời tiết diễn biến thất thường như thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng canh tác trong thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng mà từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lại có năng suất khá tốt và đã bắt đầu cho thu hoạch. Những ngày này, vườn sầu riêng rộng hơn 1 hecta của gia đình ông Tạ Công Chức ở phường Bào Sen, thành phố Long Khánh rộn ràng hơn hẳn. Tiếng nói cười của các công nhân cắt sầu riêng xen lẫn dè ra vào tấp nập để vận chuyển sầu riêng. Năm nay tuy thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng nhờ được chăm sóc tốt nên vườn sầu riêng của ông Chức vẫn cho năng suất cao và thu hoạch sớm. Sau khi trừ chi phí, ông thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. So mọi năm thì năm nay dù cái thời tiết khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa nhưng mà mình áp dụng khoa học kỹ thuật thì vườn cây trái của mình năm nay là đạt chuẩn, là rất mừng. Để trái sầu riêng đạt chất lượng và năng suất cao, ông Chức đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào khâu chăm sóc. Bên cạnh đó, để việc tiêu thụ trái sầu riêng được thuận lợi, xuất khẩu đi các nước, ông đã đăng ký và được cấp mã số vùng trồng. Tổng diện tích của phường Bầu Sen về cây sầu riêng là 286 ha. Tháng 12 năm 2023 là cũng được cấp hai mã vùng của khu phố Tân Thủy và khu phố Bầu Sen. Và một mã vùng trồng của khu phố Núi Đỏ là cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ để được cấp trong năm 2024 này. Cùng với sầu riêng, các loại trái cây đặc sản ở Long Khánh như chôm chôm, măng cụt cũng bắt đầu cho thu hoạch. Vài tuần nữa, Long Khánh sẽ bước vào mùa thu hoạch rộ các loại trái cây đặc sản này. Hiện tại, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc vườn với hy vọng có một mùa thu hoạch bội thu, bán được giá cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ xe ở Thanh Hóa. Trải nghiệm đảo bé Lý Sơn ở Quảng Ngãi, nơi có vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng với biển xanh, cát trắng và những vách đá trầm tích núi lửa có từ hàng triệu năm trước. Hòn Rơm, điểm du lịch biển dân dã hấp dẫn ở Bình Thuận. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Hà Trung phát hiện một nhóm đối tượng chuyên quảng cáo làm giấy tờ xe trên mạng xã hội. Sau thời gian điều tra, công an huyện này đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật của 5 đối tượng trú tại huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên từ đầu năm 2024, Lê Xuân Giáp đã chỉ đạo các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội về việc nhận làm các loại giấy tờ như giấy đăng ký xe, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe. Sau khi có khách đặt hàng, các đối tượng đã thực hiện làm giả các loại giấy tờ. Sau khi làm xong, nhóm này câu kết với Hoàng Thị Hạnh là nhân viên bưu cục Đò Lèn, thị trấn Hà Trung để chuyển phát nhanh cho khách hàng. Mỗi loại giấy tờ giả, Giáp thu của khách hàng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với thủ đoạn như trên, tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã làm giả và tung ra thị trường cả nước khoảng 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe giả, thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhận số tiền chuyển khoản nhầm hơn 170 triệu đồng, Phạm Khắc Dũng sinh năm 1984 trú tại thành phố Hà Nội đã chi tiêu hết và không có động thái trả tiền cho người chuyển nhầm. Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết vụ việc của bà NTH, trú huyện Thanh Trì, trình báo về việc bà đã chuyển nhầm số tiền hơn 170 triệu đồng vào số tài khoản của người khác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phối hợp với ngân hàng xác thực chủ tài khoản trên là Phạm Khắc Dũng. Đến ngày 24 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời bà Hắc và Dũng đến trụ sở để giải quyết. Tại đây, Dũng thừa nhận phát hiện có số tiền nêu trên nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân. Dũng hứa chi trả dần cho bà Hắc mỗi tháng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, Dũng không thực hiện chi trả như cam kết. Do đó, bà Hắc tiếp tục yêu cầu cơ quan công an xử lý theo quy định. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về du lịch. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm thích hợp để đi du lịch biển. Và đối với những du khách thích biển nhưng mà không thích sự đông đúc ồn ào của các bãi tắm, thì Hòn Rơm ở Bình Thuận chính là sự lựa chọn lý tưởng. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, không khí lại cực kỳ trong lành, mát mẻ và yên tĩnh. Hòn Rơm thì tọa lạc ở thôn Long Sơn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điểm du lịch này nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30 km, nên khá tiện lợi cho du khách tham quan. Hòn Rơm chinh phục du khách bởi một vẻ đẹp hoang sơ với bãi biển dài 17 km, trong xanh, thấp thoáng ven bờ là những rặng cây đu đưa theo gió. Hiện tại đang là thời điểm lý tưởng để thực hiện chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Hòn Rơm. Nắng nhiều nên thời tiết trong xanh, gió trời thoải mát, phù hợp với các hoạt động như tắm biển, dù lượn, bóng chuyền bãi biển, vượt đồi cát. Vào buổi chiều lúc mặt trời lặn, du khách có thể theo ngư dân đi câu mực trên biển, tận hưởng nét bình dị từ cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương. Những năm gần đây thì huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Và đã đến Lý Sơn thì phải ra với đảo bé cách đó khoảng 3 hải lý, bởi nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng với biển xanh, cát trắng và những vách đá trầm tích núi lửa có từ hàng triệu năm trước. Đảo bé Lý Sơn có diện tích chưa đến 1 km vuông. Trên đảo có khoảng 100 hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, trồng rau màu, hành tỏi. Mặc dù có diện tích nhỏ, thế nhưng hòn đảo này vẫn mang đến không gian bờ biển thoáng đãng, thơ mộng, giúp du khách có thể thoải mái trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Thời điểm lý tưởng nhất mà du khách có thể lựa chọn tham quan đảo bé Lý Sơn là từ tháng 5 đến tháng 8. Lúc này, thời tiết thường khô ráo, thoáng mát, ít chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, tạo điều kiện lý tưởng để du khách trải nghiệm những hoạt động vui chơi ngoài trời một cách trọn vẹn. Đến đây, du khách có thể hòa mình vào làn nước trong xanh, chèo súp,
thuyền kayak, nghỉ ngơi và thư giãn tại bãi cát trắng thơ mộng, và đặc biệt là hoạt động lặn biển ngắm san hô, một trải nghiệm được nhiều du khách thích thú mỗi khi ghé thăm hòn đảo này. Và bên cạnh việc chúng ta có thể đi du lịch đến đảo bé của tỉnh Quảng Ngãi, thì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 cây số, di chỉ khảo cổ Dường Chuối ở huyện Hoài Đức sở hữu một kho tàng vô giá những thông tin, tư liệu thông qua các hiện vật của ba nền văn hóa Đông Sơn, Gò Mung và Đồng Đậu. Và với những người dân sinh sống ở nơi đây, họ vẫn đang nỗ lực gìn giữ, bảo vệ di sản trên quê hương mình. Tôi muốn giữ lại có một cái phòng bảo tàng để cho cái thế hệ sau này người ta sẽ đến, mà kể cả con cháu ở làng này đến mà xem và tôn trọng di chỉ ở quê hương mình. Mong muốn giữ gìn dấu tích lịch sử, văn hóa, đánh dấu sự có mặt của những cư dân Hà Nội đầu tiên, không chỉ là của riêng cá nhân ông Hùng, mà còn là của nhiều người dân ở Lai Xá. Chúng tôi chụp để ghi chép lại cái thời khắc lịch sử nó đang diễn ra ở cái di chỉ Vườn Chuối, giới thiệu cho mọi người biết cái di chỉ Vườn Chuối này nó là sự thật, cùng nhau để mà gìn giữ bảo vệ. Xem ảnh thì tôi hiểu được một phần về giá trị của khu di chỉ Vườn Chuối, nhưng nếu được trực tiếp trải nghiệm tại đây thì tôi sẽ hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, nên mong muốn khu này sẽ được bảo tồn và giữ gìn. Khu di chỉ khảo cổ Dường Chuối được phát hiện từ năm 1969. Đến nay, tại đây đã có 10 cuộc khai quật và lần nào cũng thu được nhiều hiện vật có niên đại cách đây 2.000 đến 3.500 năm, mang dấu tích của lịch sử, của văn hóa. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã tổ chức khởi công gói thầu, khai quật, di dời di chỉ khảo cổ Dường Chuối thuộc phạm vi dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3.5 trên địa bàn huyện. Đây là lần thứ 11 khai quật khu vực này. Và có lẽ, việc giữ gìn những cổ vật nằm sâu dưới lòng đất nhưng mang giá trị của lịch sử, văn hóa, nếu chỉ dựa vào mỗi sự nỗ lực của cộng đồng người dân Lai Xá là chưa đủ. Sau khi làm khai quật xong, các nhà khảo cổ học và những người quản lý văn hóa làm các cái thủ tục để công nhận các cái di chỉ khảo cổ học đó trở thành các cái di tích lịch sử và văn hóa. Nếu như chúng ta sớm công nhận là các cái di tích lịch sử và văn hóa khi nó đầy đủ các cái điều kiện rồi, thì cái việc bảo tồn nó sẽ có cái tính pháp lý của nó. Có thể nói, sự nỗ lực của ngành chức năng, các nhà khoa học, sự hợp tác của các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sự chung tay của người dân chính là điều tiên quyết để gìn giữ, bảo tồn di chỉ khảo cổ Dường Chuối có thể đồng hành với sự phát triển của đô thị hiện đại. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.